Hôm nay chúng ta học bài số 27, Otika Apusnika. Đây là bạn đau ở đâu vậy ạ? Về cái hắc xước mục tiêu là mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta là Chô Cơn Maraki, chúng ta nói về cái điều kiện. Thứ hai là Trưng Sang Muko Takaki, chúng ta hỏi và trả lời về các triệu chứng. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu những cái đối thoại như là bác sĩ với bệnh nhân hoặc là những người mà mình thấy bạn mình bị triệu chứng là đau ốm. Ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học là ngữ pháp động từ đi với ư miên nhá. Nếu cái gì đó thì cái gì đó, cấu trúc này là nếu thì, động từ đi với ư miên, nếu có phụm đáy đi với ư miên, còn nếu không có phụm đáy đi với miên thôi ạ. Tiếp theo động từ đi với pờ hoặc là sum ni cá, pờ sum ni đà, thì đây nếu động từ này có cụm đáy thì đi với sum ni đà, còn nếu mà động từ không có cụm đáy thì sẽ đi với pờ ghép vào làm cụm đáy và đi với sum ni đà. Nó tương tự như là y tà nhá, động từ y tà có nghĩa là thì y tà bỏ chữ tà đi, không có cụm đáy sẽ thành im ni đà, cái mà chúng ta học từ rất là lâu rồi đấy ạ. Tiếp theo chúng ta học về cái từ vựng ơ huy về tiên nguồn, đó là bệnh viện và chi liêu. Chi liêu đây là trị liệu, chi liêu. Phần chương bô môn hoa, phần thông tin văn hóa thì chúng ta có Wiguin Closure Center chi liêu à nè. Đây là những cái hướng dẫn trị liệu tại trung tâm, hướng dẫn điều trị tại trung tâm người lao động nước ngoài. Thì người lao động nước ngoài ví dụ có những bệnh nào đó trong những cái chương trình thì người ta sẽ chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Đây ạ. Chúng ta sẽ vào đoạn hội thoại số 1. Tôi sẽ đọc và tôi sẽ dịch chi tiết luôn. Tuấn chỉ cơn nâng kêu quê kêu. Cơn nâng kê là cái việc đi bộ ấy ạ. Quê kêu tại sao lại như vậy? Thì chúng ta dịch là Tuấn tại sao lại đi bộ như vậy. Palmobin chùm apayo, cổ chân tôi hơi đau. Palmob là cổ chân, chùm là hơi, apayo hơi đau. Palmobin pinko aniyo, pinko đây là cái việc mà bị bong gân cổ chân, aniyo không phải là, thì chúng ta dịch là không phải là bạn bị trẹo chân đấy chứ. Pali pyeongone gaboseyo, bạn nên, bạn hãy thử đi, bạn nhanh nhanh, Pali là nhanh, pyeongone là tới bệnh viện, ka là đi, gaboseyo là thử đi, bạn hãy đi, hãy thử đi bệnh viện xem, bạn nên đi gặp bác sĩ sớm. Ikun choe pyeongone isseoyo, gần đây có bệnh viện nào không ạ, có bệnh viện nào gần đây không ạ. Chia chân liệu cần chơi chống hiệu quả gà isoyo, thì ở gần cái ga tàu điện ngầm thì có cái khoa phẫu thuật chỉnh hình. Nay là chim mê tô áp miên, nếu mà buổi sáng mai vẫn đau. Nay là chim mê tô sáng mai cũng áp miên, nếu đau Carbon kêu tôi sẽ đi, tôi sẽ thử đi. Cùng vào hồi, tức là bạn này bạn chờ xem ngày mai nếu mà còn đau nữa thì mới đi, chứ bây giờ chưa đi nhá. Bây giờ mỗi người đọc giúp tôi một lượt nhé các bạn nhé. Wow. Mời Ngọc đọc trước là Ngọc ơi. Tuan si cất nên kê quê cứ đéo Panmuki chôm ipao pan 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 mukun pinker aniyo pani pyeongune kaposeo kaposeo ikun choe pyeongune isseoyo
chi ha chơi nhất cưng chơi chơi nguyên Trường Hương quê qua. Trường Hương quê qua ca Israel. Nein Achime tu Apu miên ca Pun keo Kuma Weo Okay. Mời Trang đọc lại nè. Có ồn quá không? Tại vì chỗ em đang mưa. Không sao, chả ồn gì cả. Tuan si cần nên kê quê cư đéo Ban mô kì chôm áp hai ồ Ban mô cưng bình cơ an ni ếo. Ban ni biên quân nê ca bố xe ồ. Y cưng cho e biên quân ni ít xói ồ. Chi ha chơ yếc cưng cho e biên trong hiêng quê ca quê qua ca ít xói ồ. Nê in a chim mê tô ạp thư miên ca bôn kê ồ. Hô ma quê ồ. Đấy, ok. Ở đây thầy giáo mùi nhắc em to một lắm. Này. Không thấy tiếng gì đâu chẳng. À, vâng. Ừ. Nhà thầy cũng mưa to nhưng mà cũng chắc các bạn cũng chẳng nghe thấy tiếng gì đâu. Vâng. Chia chân lược nha, chia chân lược. Khẩn chờ ê. Chồng yên quỳ qua ga. Y sở yổ. Đây ngắt nhịp như thế này. Chứ không phải là chia chân lược khẩn. Xong lại chờ ê. Nha. Chúng ta chú ý ngắt nhịp. Ngắt nhịp chúng ta ngắt nhịp ở chỗ người ta nghỉ ở chỗ có nghĩa ấy. Chia chân lược khẩn chờ ê. Tức là gần ga tàu điện ngầm. Nha. Bây giờ bạn Ngọc với bạn Trang đóng vai được không ạ? Bạn Trang sẽ đóng vai Ly Han và bạn Ngọc sẽ đóng vai Tuấn nhé. Tuan si cân nâng kê quê cử đeo. Phan mô kì chôm ai pai ô. Ban mô cân bình cơ anh yêu. Ban y biên quân nê ca bố xe ô. Y cơn chơi biên quân y y xe ô. Chi ha chơi nhất cân chơi ê. Trong hiên quê qua ca ít xe ô. Nè in a chime tu a phương miên ca pon keo kuma wayo nè, chứ không phải là kuma wayo đâu nhá. À, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ nghe cái phần này ạ. (27과) 어디가 아프십니까? 대화 1. 두한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. 27과 어디가 아프십니까? 대화 1.
부한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần từ vựng. Ở đây chúng ta có từ vựng về chủ đề bệnh viện. Chủ đề bệnh viện này chúng ta có các khoa trong bệnh viện. Nha. Các khoa trong bệnh viện. Đầu tiên chúng ta có khoa nội, đó là nề hòa. Khoa ngoại chỉnh hình, đó là chống hiêng quê hòa. Quê hòa là khoa ngoại. Và chống hiêng quê hòa là khoa ngoại chỉnh hình. Tiếp theo chi hòa. Chi hòa là khoa răng. An hòa là khoa mắt. EB in Hua là khoa tai mũi họng. Pibu qua là khoa da liễu. San Buin qua là khoa sản. Soa qua là khoa nhi. Đây các bạn nhìn lên trên các mô hình nó có những triệu chứng và chúng ta sẽ hình dung ra khoa của nó. Và bây giờ mỗi bạn sẽ đọc cho thầy giáo một lượt nhé. Mời Ngọc đọc trước nhé, Ngọc nhé. Nè qua, trương hiêng quê qua, chi qua, an qua, ipi in hu qua, pipu qua, san pu in qua, soa qua. Nè, mời Trang. Nè qua, trương hiêng quê qua, chi qua, an qua. Ibi in hu qua, pi bu qua, sam bu in qua, so a qua. Đây. Ok. Thì bây giờ chúng ta ư miên, động từ đi với ư miên. Nha. Nếu mà động từ có cụm đáy thì đi với ư miên, còn nếu không có cụm đáy sẽ đi với miên thôi ạ. Ví dụ ca tà thì sẽ thành là ca miên. Đúng không? Ca miên. Nếu đi được ạ. Thế các bạn biết còn nhớ là muốn thì như thế nào không ạ? Ví dụ như là muốn đi chẳng hạn thì chúng ta có nói được không ạ? Các bạn muốn, các bạn biết là gì không ạ? Cô ship tà đúng không ạ? Cô ship tà là muốn, động từ đi với cô ship tà. Ví dụ muốn đi thì sẽ là ka cô ship tà. Thì ka cô ship tà. Thì chúng ta chia vào câu thì chúng ta bỏ chữ tà đúng không ạ? Thì nó chỉ còn cargo ship thôi ạ. Cargo ship thì ship có cụm đáy không ạ? Có. Có thì ở đây sẽ đi với ư miên. Ư miên sẽ là nếu muốn đi, đi tới nơi nào đó chúng ta cho vào. Ví dụ như là Hanoi cargo ship ư miên. Đấy là nếu muốn đi Hà Nội. Còn nếu muốn ăn thì sẽ là Moko ship ư miên. Còn muốn ăn cái gì đó chúng ta cho nó vào đằng trước. Nếu muốn ăn cái gì đó thì cái thì này chúng ta nói ở phía đằng sau nhá.
À, tiếp theo ạ. Bây giờ mỗi người lấy cho tôi một ví dụ được không ạ? Hay chúng ta xem ví dụ bên dưới luôn. Thế bây giờ ví dụ nhá, nếu đau bụng thì tôi đi đâu? Nếu đau bụng thì vào khoa nào? Thì chúng ta có làm được câu hỏi không ạ? Các bạn, đâu rồi? Bây giờ chúng ta sẽ dịch mấy câu dưới này nhé. Ai ga ơ chê bu thơ mà nhớ ni bà ni này ồ. Là gì ạ? Ai ga a phu miên su a hoa e kha bô xê ồ. Em bé từ hôm qua sốt cao. Đúng rồi. Em bé từ hôm qua sốt cao. Câu tiếp theo là gì ạ? Aika apumien sokawa e kaposeo. Thế. Nếu em bé đau thì hãy đi đến khoa nhi xem. Ok, thử xem đúng không? Thì khoa nhi thử xem. Câu số 2 Ngọc này. Cam kia cứ lên rồi. Tôi cảm thấy bị lạnh. Ừ, tôi cảm thấy bị lạnh. Dạ. Tôi cảm thấy bị lạnh. Tôi bị cảm lạnh, tôi bị cảm cúm. Cảm lạnh. Tôi cảm thấy bị lạnh. Nhắc lên, bà cư miên, khuyền chân là chi cơ ế ồ. Yêu kì, nhắc tư xê ồ. Nếu tôi dùng thuốc nếu mà uống thuốc này thì sẽ không sao. Nếu uống thuốc này thì sẽ không sao. Thuốc Yogi yak tuseyo. Yogi yak tuseyo. Hãy uống thuốc ở đây. Nhá. Điều gì gặp tư xeo. Hãy uống thuốc ở đây. Câu số 3. Sabushiri chungneo. Văn phòng lạnh nhỉ. Văn phòng lạnh. Văn phòng lạnh nhỉ. Chú miên buồn thả tư cái không? Nếu lạnh thì đóng cửa. Nếu lạnh thì tôi đóng cửa cho nhé. Nếu lạnh tôi đóng cửa cho nhé. Tiếp theo đây chúng ta nếu ví dụ như nếu trời mưa chẳng hạn thì chúng ta nói như thế nào? Nếu trời mưa thì tôi không đi học chẳng hạn. Pika omien. Pika omien đúng không? Combo heo. Nếu trời mưa thì tôi không đi học mà em. À, không. Không mua ăn heo. Đấy là không học, không đi học. Không. Đấy là em nói là nếu trời mưa tôi không học. Còn đây là không đi đến trường để học. Pika omien. An không mua. An ca công mua heo. Đấy, không phải.
비가 오면 학교에 안 가요. 네? 학교에 trường học ấy ăn cay ồ không đi học chứ không đi đến trường tức là không học hoặc là hoặc là chúng ta có thể nói là piga omien kumbu haro ăn cay ồ nhá. Đấy là cái ư miên chúng ta giả định nếu có tiền thì tôi sẽ mua ô tô nói như nào. Nếu có tiền tôi sẽ mua ô tô. Nếu có tiền nói như nào ạ? Thôn. Thôn, thôn miền. Thôn y ismien. Thôn y ita. Có tiền nhá. Thôn ismien. Thôn y ismien. Tôi sẽ mua ô tô. Ô tô là gì? Cha. Cha công cha. Công cha. Cha công cha. Cha tông cha rừng xa cơ yếu. Cha tông cha xa cơ yếu. Cha đông cha sao cơ yếu. Ok. Đây ở đây chúng ta có một số cái ví dụ như này ạ. Thì các bạn nối giúp thầy giáo nhé. Bức hình số 1 thì bạn bị đau ở cổ ấy, thì đi vào khoa nào đây ạ? Thì bị in hù qua. EB in hu qua, đây là khoa tai mũi họng này. Tiếp theo đau răng. Chi qua. Chi qua. Tiếp theo là bà bầu. San bu in qua. San bu in. San bu in theo tiếng Hán đó là in là người này, san bu là sản phụ đấy. Khoa của người sản phụ. Tiếp theo là còn cái trường hợp quê qua là khoa chấn thương chỉnh hình, mình nói là khoa ngoại chấn thương đấy. Tiếp theo chúng ta sử dụng ư miên để làm câu này nhá. Cam kia thì chúng ta sẽ đi với từ gì ạ? Khlida đúng không? Số 1. Khlida. Ơre boga nada. Đây số 2. Nam miên. Cái gì cơ? Nam yên đúng không? Cái này chắc chắn là nam yên rồi. Còn cái này là gì ạ? Khẩn ly miên đúng không? Bởi vì không có cụm đáy thì chúng ta bỏ chữ tà đi, đi với miên thôi ạ. Phu rơ chi tà thì chúng ta cũng bỏ chữ tà và không có cụm đáy thì đi với miên thôi ạ. Thì phu rơ chi tà đây là gãy chân đúng không ạ? Gãy đúng không ạ? Gãy chân. Khẩn ly tà là mắc hoặc nhiễm. Thì tiếp theo là na tà đây là cái gì đó xuất hiện. Ơn-gu-rê, ơ-đu-rê, bô-ga-đa-ra. Tức là có cái gì đó xuất hiện ở trên mặt đấy. Nếu mà ở trên mặt có cái gì đó xuất hiện thì bạn thử, bạn hãy thử đi đến khoa da liễu. Khoa da liễu. Phi-bu qua. Phi-bu về bản chất nó là da. Da này. Phi-bu. Phi-bu.
Các bạn nào dùng mỹ phẩm ấy thì chữ Pibu này sẽ thấy xuất hiện rất nhiều đấy. Mỹ phẩm chủ yếu là chăm sóc da. À, bây giờ chúng ta mỗi người đọc giúp tôi một câu ấy. À, mời bạn Trang câu số 1 này. Cam kia cơn nhi miền nê nê qua e ca bố xeo. Đấy là đưa ra một lời khuyên đối với những người bị cảm cúm ấy. Nếu mà bị cảm cúm thì bạn hãy thử đi đến khoa nội xem. Khoa nội. Nè là bên trong nhá. Nè là bên trong cho nên là nè qua là khoa nội. Qua là khoa. Ơn gô rê mô gá. Cái gì đó. Ngọc xin mời câu số 2. Ơn gô rê mô qua mô mô ca nê nam yên pi pu qua e ca po seo. Ơn gul là khuôn mặt, ơn gure là tới khuôn mặt đấy, muga là cái gì, nam yên tức trên mặt và có cái gì đó thì pi pu qua e ca po seo. Mời Trang câu số 3 nữa. Tadika vuro chi mien chong hi hiong hiong we qua e kai ya tueo. Ok. Tadika vuro chi mien, nếu mà bị gãy chân ấy, chong hiong we qua e kai ya heo, phải đi vào khoa chấn thương chỉnh hình, đúng không ạ? Phải đi vào khoa chấn thương chỉnh hình. Tiếp theo chúng ta vào phần hội thoại số 2. Hội thoại số 2 đây các bạn nhìn thấy bạn Tuấn này với ông bác sĩ này. Ông bác sĩ thử nắn chân của Tuấn nhé. Thì bây giờ các bạn thử nghe đoạn hội thoại này xem các bạn có hiểu gì không nhé. Đối thoại 2. 어디가 아프십니까? 어제 계단에서 넘어져서 발목을 다쳤어요. 어디 봅시다. 여기를 누르면 어떻습니까? 아, 너무 아파요. 발목을 삐었네요. 먹는 약과 파스를 처방해 드리겠습니다. 그런데 발목을 삐었을 때는 많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 합니다. 그리고 찜질을 해주는 것이 좋습니다. 네, 알겠습니다. 대화 2. 어디가 아프십니까? 어디가 아프십니까? 어디야? 막나오 어, 막나오 어제 계단에서 넘어져서 발목을 다쳤어요. 홍과 tôi bị ngã, đã bị bong gân. 어디 봅시다. Ở đâu tôi xem nào. 여기를 누르면 어떻습니까? À, bây giờ tôi ấn ở đây thì thấy như thế nào? 아, 너무 아파요. 아, đau quá. 발목을 삐었네요. 오, 멍건 mất rồi. 먹는 약과 파스를 처방해 드리겠습니다. Tôi sẽ kê đơn cho thuốc uống và cao giá. 그런데 발목을 삐었을 때는 많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 합니다. Vì là bị bong gân cho nên là đừng đi lại và phải ngồi nghỉ. 그리고 찜질을 해주는 것이 좋습니다. Và nếu mà có thể là chườm được thì tốt.
네, 알겠습니다. Vâng, tôi hiểu rồi. Đấy, đoạn hội thoại này nó là như vậy. Bây giờ chúng ta xem nội dung này. 어디가 아프십니까? 뭐 đau đâu vậy? 어제 계단에서 넘어져서 발목은 다쳤어요. Là hôm qua tôi bị ngã ở cầu thang. 계단 là cầu thang. 계단에서 넘어져서 넘어지다 là ngã. 넘어져서 là vì ngã ở cầu thang. 발목은 다쳤어요. 발목 là cổ chân đã bị thương. Đi 봅시다. Đâu tôi xem nào. Tôi xem ở đâu nào. 여기 누르면 어떻습니까? Tôi nếu tôi ấn ở đây thì như thế nào? À, 너무 아파요. À, đau quá. 발목은 비었네요. 비었네요. Ồ, bạn đã bị bong gân mất rồi. 먹는 약과 파스는 처방해 드리겠습니다. 먹는 약 là cái thuốc uống và qua là và pass pass là cao dán ạ. Chờ băng he thử kết xung đi là tôi sẽ kê đơn. Tôi sẽ kê đơn là chờ băng he thử kết xung đi là. Kê đơn cái gì ạ? Cao dán và thuốc uống. 그런데 발목은 삐었을 때는 thế nhưng mà khi mà bị bong gân ấy 많이 걷지 말고 đừng đi bộ nhiều. 앉아서 쉬어야 합니다. Là phải gì ạ? Phải ngồi nghỉ ngơi. 그리고 침진해 주는 것이 và cái việc là chườm ấy. Cái việc chườm thì tốt. Cái việc chườm thì tốt ạ. 네, 알겠습니다. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Ở đây chúng ta có từ vựng là kê đơn, đó là chờ băng hà rả. Chờ băng hà rả. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại đoạn này nhé. Đề hoa 2 어디가 아프십니까? 어제 계단에서 넘어져서 발목을 다쳤어요. 어디 봅시다. 여기를 누르면 어떻습니까? 아, 너무 아파요. 발목을 삐었네요. 먹는 약과 파스를 처방해 드리겠습니다. 그런데 발목을 삐었을 때는 많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 합니다. 그리고 찜질을 해주는 것이 좋습니다. 네, 알겠습니다. 이거. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đóng vai nhé. Các bạn đóng vai nhé. Bây giờ bạn Trang đóng vai là giác là ư xa như là bác sĩ nhé. Bạn Ngọc là đóng vai Tuấn nhé. 어디가 아프십니까? 어제 계단에서 넘어져서 발목은 다쳤어요. 어디 봅시다. 여기는 누르면 어떻습니까? 아, 너무 아파요. 발목은 삐었네요. 먹는 약과 파스는 처방해 드리겠습니다. 그런데 발목을 삐었을 때는 많이 걷지 말고 앉아서 뛰어야 합니다. 그리고 침질은 해주는 것이 좋습니다.
네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. Bác sĩ tư vấn như thế, đúng là học đúng đúng là đội này hết đau chân luôn. Ok, bây giờ chúng ta sang phần từ vựng số 2, đó là từ vựng về trị liệu. Thì phần trị liệu trong bệnh viện ấy thì chúng ta lưu ý có những cái thao tác như này. Đầu tiên là chi đeo hòa giải, khám nhé. Đầu tiên đi vào các bạn phải khám, chi đeo hòa giải, chi đeo hòa giải. Tiếp theo là chua sa đơn mật tả, chua sa đơn mật tả là tiêm. Tiêm các bạn nhé, tiêm. Tiếp theo là susurada là phẫu thuật. Susurada là phẫu thuật. Susurada là phẫu thuật. Tiếp theo là giả cơn mộc tà là uống thuốc, cái này chúng ta biết rồi. Sô tốc cơn hà tà, sô tốc là thuốc sát trùng, sô tốc hà tà là sát trùng, dơn cô là thuốc mỡ, pa đưa tà là bôi hoặc xoa. Thì là dơn cô rơn pa đưa tà là bôi thuốc mỡ hoặc là xoa thuốc mỡ. Phen từ rơn phù chi tà là dán băng gô, pha sư rơn phù chi tà là dán cao dán. Chim chân ơn ha đà là chườm ạ. Phong tê rưng cam tà là băng bó, bông băng đấy ạ. Chu mu rư tà là xoa bóp. Kíp sư rưng ha đà là bó bổ. Kíp sư ha đà. Kiếp sư đơn hà ra. Ở đây chúng ta có mấy cái từ vựng như này, các bạn mỗi người đọc một lượt giúp thầy giáo vậy ạ. Mời Ngọc đọc trước nhé. Chirurun hata. Oh, chị đơn hà ra. Gì nữa ạ? Chu chu sa rin mata. Chú hà đơn mặt ta rồi. Surun hata. À, susun hata. Ya khun mật tạ Các cái mặt ta su su tô su tô cân hạ tạ tốt hơn su su tô dân dân cô rừng ba rư tạ nên cô đơn ba bên đưa tư ra rừng cô tì tạ phu tì tạ ba Puchida Puchida, cái chữ thờ với Pochita, chữ y Pochi, đọc thành chữ chi đằng sau. Chúng ta đọc thành Puchida. Pochita, Pasu, Pochita, Chim, Chim chi rin, Pung, Pung thê rin, Cơm tạ, Cam tạ, Chu mu rư tạ. Kíp kíp sư rừng hạ tạ Kiếp sư đơn hà bà à, mời Trang. Chi rio rin ha ta chu sa rin mát ta su su sun su sun ha ta ya kinh mật mật ta tô so tô kinh ha ta yên cô rin ba ba rư ta
벤트른 무지다. 파스른 무지다. 찜찌른 하다. 붕베른 감다. 주무른 주무르다. 깁스른 하다. Okay. Đấy, tiếp theo là chúng ta sử dụng là pờ hoặc sâm ni ca, pờ sâm ni ta. Cái này chúng ta trong câu hỏi thì là ni ca và câu trả lời là ni ta. Còn động từ nếu mà có cụm đáy sẽ đi với sâm ni là sâm ni ca. Không có cụm đáy sẽ đi với pờ. Đây, và chúng ta đọc là n là m luôn ạ. Ni ca. Các bạn hiểu cái này không ạ? Động từ không có cụm đáy thì đi với pờ làm thành cụm đáy và có cụm đáy thì đi với sum. Đi ca, sum gì cả. Ví dụ chốt chẳng hạn là tốt đấy ạ. Thì sẽ là chốt sum gì cả. Ca thì chúng ta sẽ là cam gì cả. Ví dụ đây ạ. Chim chín ha đà sẽ thành chim chín ham gì cả. Đấy ạ. Thế phung tê rưng cam tà thì sẽ thành phung tê rưng cam sâm nì đà. Chu mu rư tà sẽ thành chu mu rưng nì đà. Kíp sư rưng ha tà sẽ kíp sư rưng ham nì đà. Đấy. Đây là dạng câu đuôi câu lịch sự trang trọng dùng cho khách hàng, dùng cho người lớn. Các bạn nhé. Thì động từ tính từ chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà đi. Nếu có cụm đáy thì chúng ta đi với sum ni tà, và không có cụm đáy chúng ta sẽ đi với m ni tà. Thì chúng ta đọc là sum ni tà hoặc là chúng ta đọc là ham ni tà hoặc cam ni tà đấy ạ. Chưa? Chúng ta bây giờ chúng ta xem ví dụ bên dưới ạ. Đây đối với câu này như nào? Ơ thức kê ô sớt xâm nì ca. Ô sớt đó là có cụm đáy đi với xâm nì ca trong câu hỏi. Cam kê khờ lia sơ wát xâm nì đà. Wát là có cụm đáy đi với xâm nì đà. Wát xâm nì đà. Tiếp theo. Số 2, otika apunika. Đau ở đâu? Bodika apugo yoni namnida. Yoni nata ấy thì sẽ thêm p nida vào. Nhá. Tiếp theo chúng ta có một số cái từ vựng bên dưới này, chúng ta nhìn vào bức hình và chúng ta chọn từ vựng phù hợp ạ. Đây ạ, kurime maden pyeonen pokie seo kula neuseo. Chúng ta hãy chọn cái từ vựng phù hợp cho vào cái chỗ trống ở đây ạ. Đầu tiên là số 1 thì chúng ta có hành động đây là gì ạ? Soto kun hada. Ok, nếu mà chúng ta nói là số tục với heo đúng không? Tiếp theo bức hình số 2. Bung te rin cam ta.
Công tơ đừng cảm tạ. Số 3. Chú sa rừng mát tạ. Và các bạn đã có trải nghiệm chú sa rừng mát tạ tiêm mông chưa? Chưa. Chưa. Thầy giáo ngày bên Hàn Quốc ấy cũng thấy lạ. Các bạn lên nằm xong tụt quần xuống. Tiêm cái mông vào tiêm mũi. Tiêm mũi gì? Đấy là tiêm, bị sao lại tiêm? Thầy là đấy là bị sốt. Dạng kiểu bị cảm, cúm, sốt ấy. Thế là nó tiêm cho một mũi đấy. Xong nó cho hai viên thuốc uống. Ngồi sau khoảng độ 15 phút. Lại bắt xe buýt về. Bắt xe buýt về đến nơi thì khỏi. Là hết rồi. Tiếp theo, cái hình số 4 là dán cao. Dán cao dán nữa. Asurin Muchita. Ok, Asurin Muchita. Tiếp theo, trường là gì ạ? Kimchirin Hada. Kimchirin Hada. Cuối cùng là Sawok. Sumurin Ta. Ru Ta. Chung mưu tả. Tiếp theo là Te hoa đơn ích cô bát nên thẻ ra vân khu rưu xeo. Chúng ta đọc cái đoạn thuộc bài này và chúng ta chọn đáp án. Ô thơ kê ô sốt xin đi ca. Chọn đáp án nào Trang? Hai. Beka Apuko Sơn Sa Rân Hâm Gì Cả. Đúng rồi. Đây là người ta hỏi là tại sao bạn đến đây đúng không? Cái câu số 1 là Chu Sa Rân Bá Chắc Sơn Gì Cả là tôi đã tiêm rồi. Người ta hỏi là tại sao bạn đến đây? Lại trả lời là tôi đã tiêm rồi. Vô lý nè. Tiếp theo câu số 2 này. Phan Mô Gân Pi Miền ở tư kê hê hà là gì ạ? Chân thì bị bong gân, nếu mà bị bong gân chân ấy thì phải làm như thế nào? Nếu bị bong gân thì như nào? Trong khi ông quê quay e ca vu nên kê cho xin đi ta. Trong khi ông quê quay e ca vu nên kê cho xin đi ta. Đây là cái việc mà đi thử đi đến khoa chỉnh hình ấy. Khoa ngoại chỉnh hình thì tốt. Tức là khi bị bong gân thì thử đi đến vào thử đi vào khoa phẫu thuật tình hình thì tốt. Ok, câu số 2 đúng không? Ai lại bong gân chân lại còn đi vào khoa tai mũi họng làm gì? Đúng không? EBE hôm qua này. Tiếp theo đây ạ. Chúng ta nếu mà bị đau bụng. Nếu bị đau bụng thì vào nghe qua. Thì chúng ta nói như thế nào? Nếu mà bạn bị đau bụng thì hãy đi vào nghe qua. Nếu bị đau bụng thì hãy vào nghe qua thì nói như nào các bạn? Ừ.
배 아프면 배 아프면 이 내과에 가보세요. 네네. 내과에 가야 합니다. 가보세요. 가보세요. 가이 đi vào khoa nội xem. Dạ. Nếu mà đau chân thì đi vào khoa nào? Nếu mà gãy chân, Urochita. Panmokun Tadika, gãy chân mà Tadika Furochita. Tadika Furochimian. Tadika Mian. Chồng hiên quê quá ấy, khá bố thế không? Đúng không? Ê. Khá bố thế không? Nếu mà đau mắt thì đi vào khoa mắt thì nói như nào? Nôn nôn apa miên apu miên apu miên apu da cái gốc của nó apu da ăn quay ca bô xeo đúng rồi tiếp theo nếu mà cái gì đó xuất hiện ở trên mặt nếu cái gì đó xuất hiện ở trên mặt ơn quân e nam miên ơn gure mua nam miên mua nam miên mua nam miên đi bu qua e Cabo-seo. Đấy, bác sư Mì-la. Ok, chúng ta. Ở đây chúng ta có một số cái trung tâm di cư toàn cầu của Seoul để cung cấp cho người nước ngoài một số cái chương trình hỗ trợ y tế và điều trị này. Đó. Đây là địa điểm này. Center Myung, trung tâm, tên trung tâm này. Tên trung tâm này, trung tâm hỗ trợ người nước ngoài này, địa chỉ này. Video về Chileo in là ngày trị liệu này, ngày thăm khám này. Video Chiwon Neon là những cái nội dung trị liệu này. Và Sisol là trang thiết bị này. Và cái nội dung chăm sóc y tế khẩn cấp, ai liên lạc được để được chăm sóc y tế khẩn cấp ạ? Thì bạn nên liên lạc với ai nếu mà bạn cần gặp bác sĩ muộn vào ban đêm thì hãy gọi 911 nhé. Thì hãy gọi 911. 911 có sẵn 24 giờ một ngày. Có sẵn dịch vụ 24 giờ và 7 ngày trong một tuần. 911 cũng cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp với các ngôn ngữ khác nhau gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Mông Cổ và tiếng Việt. Nhá.
Bây giờ chúng ta làm bài event topic luôn các bạn nhé. Học bài về khoa và những cái phương pháp trị liệu. Yeah. Đây chúng ta nhìn đã biết là cái gì rồi đúng không ạ? Đây ví dụ như Salamon ở OTA, Kaya, Hamika, người này phải đi đến đâu? Chắc chắn đi vào khoa răng này. Người này đang làm cái gì? Người này đang bôi thuốc mỡ. Yon Koren phá đưa già đúng không ạ? Còn đây là Isaramun Vua Sơn Hesnika. Người này đã làm gì? Đây là Chu Sa Đơn Mát Tà. Chúng ta nghe nhé. Quả EPS Topic 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 가야 합니까? 1. 내과에 가야 합니다. 2. 치과에 가야 합니다. 3. 피부과에 가야 합니다. 4. 산부인과에 가야 합니다. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 연고를 바릅니다. 2. 약을 먹습니다. 3. 소독을 합니다. 4. 파스를 붙입니다. 3번 이 사람은 무엇을 했습니까? 1. 깁스를 했습니다. 2. 수술했습니다. 3. 주사를 맞았습니다. 4. 붕대를 감았습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨습니까? 넘어져서 발목을 삐었어요. 어디 봅시다. 여기가 아픕니까? 아, 네. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨습니까? 넘어져서 발목을 삐었어요. 어디 봅시다. 여기가 아픕니까? 아, 네. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. Mọi người làm luôn phần đọc hiểu nhé.
Mọi người làm xong chưa? Ngọc làm sao chưa? Xong chưa Ngọc? Xong rồi. Trang xong chưa? Rồi ạ. Để nó bật lại anh nghe nhé. 27과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 가야 합니까? 1. 내과에 가야 합니다. 2. 치과에 가야 합니다. 3. 피부과에 가야 합니다. 4. 산부인과에 가야 합니다. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 연고를 바릅니다. 2. 약을 먹습니다. 3. 소독을 합니다. 4. 파스를 붙입니다. 3번 이 사람은 무엇을 했습니까? 1. 깁스를 했습니다. 2. 수술했습니다. 3. 주사를 맞았습니다. 4. 붕대를 감았습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨습니까? Bạn đến đây có việc gì đúng không ạ? 넘어져서 발목을 삐었어요. Vì bị ngã nên đã bị bóng gân nữa rồi. 어디 봅시다. 아, tôi xem nào. 여기가 아픕니까? Ở đây có đau không? 아, 네. 발목에 아, vâng. 네, 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 아, dán, cao dán và đừng đi nhiều. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. Và phải vào nhà phải trường. Thì ở đây chúng ta là Yoki ở tìm thì các ở đây là ở đâu ạ? Ở đâu ạ? Trong trong nghe quê qua. Đúng rồi, trong nghe quê qua. Nam cha nên vua dân hay ra thì các người này phải làm gì? Đầu tiên là phải phẫu thuật này. Phải đi bộ nhiều này. Ngày mai phải uống thuốc này. Ở nhà phải trường này. Chúng ta chọn cái nào? Ở nhà phải trường. Đúng rồi, nhà phải trường. Đây là câu 3, câu 4. Sau phần này ạ, chúng ta có câu hình số 1, chúng ta thấy người này bị đau mắt thì phải đi đâu ạ? Ăn quà. Ăn quà. Ăn quà khai giảng cả. Cái số 2 là trường đúng không ạ? Trường là chim 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 ha cô ý gì là?
Cái số câu 3 đến câu 4 thì chúng ta chọn gì mấy ạ? 3 với 1. Câu 3 thì chọn ý 3 đúng không? Một cái abdomen. Rồi, nếu mà đau cổ thì là hãy thử vào khoa tai mũi họng xem. Câu 4 này, chip về sơ Jody Hendon T, Sonner, Taylor Soil. Ở nhà nấu ăn cho nên bị bỏng tay, Cresor, Yon Corun, Parugo, Penthurun. Yon Cô sau khi bôi thuốc mỡ rồi thì Penthurun, Penthur thì dùng gì ạ? Rán măng gô. Sumida, hay là Mocos Sumida, hay là Chumurus Sumida, hay là Chicus Sumida? Một, Chicus Sumida, đúng rồi. Chicina là rán. Câu số 5. Taum chimure tapasio. Chúng ta phải đọc câu hỏi. Chinleo rin patun su innen chikanen onjeinika. Cái thời gian mà có thể nhận được cái trị liệu ấy, nó vào khi nào? Thì chúng ta chú ý đến thời gian này. Ở đây ạ. Won yoin ohu inkopsi. Đây ngày thường đây ạ. Nhá. Ngày thường phiêng in là ngày thường. Thì là từ sáng từ 10 giờ đến 6 giờ chiều, 7 giờ không được. Mok yoin vẫn là ngày thường, mok yoin ochon 9 giờ thì chưa làm việc, nó làm từ 10 giờ đến 6 giờ thôi ạ. 10 giờ mới làm cho nên 9 giờ cũng không làm. Ho yoin ochon yonanchi. Ho yoin ochon từ 10 giờ đến 1 giờ thì yonanchi ok. Và chủ nhật và những ngày nghỉ lễ thì nghỉ. Chin là không làm việc, không khám chữa bệnh. Thì đây ngày chủ nhật thì 12 giờ cũng không khám chữa bệnh, cho nên là ý 3 nhá. Ok. Đấy là tất cả những phần mà chúng ta làm. Đây chúng ta được mấy ạ? Ngọc được mấy, Trang được mấy ạ? 18. Trang 8 Ngọc mấy? Nhưng mấy câu em nghe được thôi. Không nghe được. Mấy câu em nghe được thôi. Còn mấy câu kia thì nếu mà dở sách thì làm được. Thì dở sách em ạ. Dở phần học á. Dở sách dở, nếu dở phần học ra thì làm được. Cái này phải tự làm. Dở sách ra để xem thôi. Thế thì bảo em được nghe được. Em ok. Đi vào nha. Bây giờ càng ngày càng lấy điểm 10 khó quá. Thế chẳng bao giờ. Không phải, các em học trước đi. Học trước bài đi nhá. Ví dụ Ngọc bận thì không nói, nhưng mà bạn Trang và một số bạn khác thì có thời gian ấy. Thì cứ học trước bài đi. Ok, buổi hôm nay chúng ta học đến đây và hôm sau chúng ta sẽ học về chủ đề về ngân hàng và gì nữa ạ? Ngân hàng và các nghiệp vụ của ngân hàng nhé. Hôm nay chúng ta học về chủ đề bệnh viện và những cái phần trị liệu ở bệnh viện. Thì chúng ta nhớ là chúng ta sử dụng được thì sau này chúng ta ví dụ đi dịch cho người khác, đưa người Hàn Quốc đi bệnh viện hoặc là chúng ta trực tiếp đi bệnh viện thì chúng ta còn biết cái để mà nó nhé. Ở bên nước ngoài sức khỏe của chúng ta phải đảm bảo là cái số 1. Ok, ổn rồi, nhớ ghi kachi không bu hami ra. Hôm nay chúng ta học đến đây nhé. Nè. Chúc qua xe ô. Nè, ở nhau xe ô. Nè. Ngọc tô, hắn mô gây không? Đợi hết mưa rồi. Hắn mô gây, ăn cơm nhé. Đợi.